chào các bạn. Hôm nay mình Tổng Victory sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn phân biệt hàng thật hàng giả một sản phẩm đang rất là hot trên thị trường. Đó chính là son nhung nhua. Trên tay của mình đang có hai gói son, một son nhung nhua hàng giả và một son nhung nhua thật. Son nhung nhua này hiện tại đang bán rất là chạy, đã hot từ rất lâu rồi nhưng hiện tại giờ vẫn chưa lên hot. Bạn gái giờ đây sưu tầm rất là nhiều, đa số là đánh hồ 3 màu 4 nên là đến đâu các bạn là hết sạch 3 màu 4 đấy. Son nhung nhua nổi tiếng và được rất là nhiều bạn yêu thích. Chất son này rất là mềm, mịn, ngước nhưng cảm giác không quá khô, khá nấu trôi và không bị bột quá như các son kem khác, son lý khác. Thì hiện tại trên thị trường đã có hàng fake của bông hoa. Theo mình tìm hiểu thì có hai loại hàng fake bông hoa. Một loại là hàng fake thì nó hàng fake rẻ tiền, thì cầm một thỏi son thì các bạn biết ngay son giả, rất là nhẹ. Bên ngoài vỏ son thì chất liệu của vỏ son thì cũng rất là rẻ tiền. Nếu như bạn nào đã từng dùng thỏi son bông hoa thật rồi thì các bạn cầm lên là sẽ biết đó là thỏi son giả. Nhưng một điều rất là không may mắn là gì, hiện tại trên thị trường đã có super fake của son bông hoa. Thỏi son trên tay mình đang cầm là hàng super fake bông hoa. Về nếu như cầm, kể cả những người đã từng dùng son bông hoa rồi mà cầm thỏi son này cũng rất là khó có thể nhận ra đó là giả. Bởi vì sao? Bởi vì ngoại hình nó giống đến 90%, 90,9%, 99%. Nó chỉ khác những cái chi tiết rất nhỏ sau đây. Các bạn chú ý nhé. Thứ nhất, các bạn nhìn này, đây là son hàng giả, không giả. Còn đây hàng thật. Nhìn bề ngoài thì và cái trọng lượng khối lượng son không khác nhau gì mấy, nhưng các bạn nhìn này, hàng giả cái mã vạch điểm nổi bật nhất nhé, là cái mã vạch của son hàng giả thì tất cả các chữ đều viết đều đều với nhau này. Còn hàng thật thì mã vạch ở những chữ số như này nó có in đậm, in khá đậm. Cái đặc điểm phân biệt thứ hai nữa đó chính là ở cái chữ ở cái trên cái tem mác này. Hàng bông hoa giả thì nét chữ nhỏ và khá mờ, còn hàng thật thì nét chữ rất là rõ ràng. Và thậm chí hàng giả này họ còn dán tem lệch đi một sang bên, nhiều khi dán lệch, nhưng không phải sản phẩm nào lệch nhé. Nhưng mà sản phẩm này thì bị tem dán lệch sang này. Còn ở đáy đáy của cái số này thì hàng thật nó có cái nét mạnh, chữ men mét viết nét mạnh và cái số này viết nét chữ là hơi mạnh một chút. Hàng giả thì cái nét chữ men mét này như trên bài đăng của Facebook của Mỹ phẩm Victory mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Cái nét men mét này thì nó đậm hơn. Bạn nào mà chưa biết được thì các bạn vào trong trang Mỹ phẩm Victory các bạn tìm bài phân biệt hàng giả son bông hoa mình đã đăng nhé. Còn về cái chất son, điều quan trọng nhất đó chính là chất lượng của son. Thì bông hoa thật chất rất là lì và đặc, chất son rất đặc. Nhưng mà hàng bông hoa fake thì ở đây mình có một thỏi bông hoa fake đây, mình đã thử trên tay. Các bạn nhìn nhé, chất son này nó giống như son kem ấy, nó không có độ lì, độ bột của son, nó giống dạng son kem. Chất son của hàng giả thì lỏng và không được lì giống như son hàng thật. Nhưng chắc chắn là khi nào các bạn mua được son rồi thì các bạn phải thử đúng không ạ? Nên cái chất son này mình mong các bạn sẽ không phải đến lúc mua được son mới phân biệt được khi thử son. Nên các bạn hãy nhớ những cái đặc điểm cơ bản của son bông hoa thật ở chính cái ngoại hình với vỏ của nó. Một đặc điểm để các bạn phân biệt hàng thật hàng giả nữa ở ngoài vỏ son đó chính là cái chữ men vét, cái chữ này
cái chữ penmet này, hàng thật thì họ in nổi. Các bạn giờ đấy, các bạn sờ lên trên đây nó in nổi rất rõ ràng. Còn hàng giả thì họ nó chỉ in nữa, nó khả năng cái nét của nó chỉ có in không được nổi bật hơn hẳn lên, rất là mỏng. Và một cái đặc điểm nữa là hàng giả thì cái cảm giác cái thỏi son nó vẫn nhẹ hơn một chút xíu thôi, nếu ai tinh ý sẽ thấy rằng là nó nhẹ hơn so với hàng thật. Và các bạn nhớ nhé, những cái chi tiết mình vừa hướng dẫn để mà đi mua hàng, trước khi đi mua hàng kiểm tra xem cái thỏi son đó nó có cái đặc điểm nào giống với hàng giả mình hướng dẫn các bạn không. Nếu có thì không, nếu khó thì không mua nhé. Hoặc các bạn hãy tìm đến một cái địa chỉ mua hàng đáng tin cậy để mua cho mình những cái thỏi son chất lượng nhất để không làm tổn hại đến sắc đẹp của mình. Và mỹ phẩm Victory chắc chắn sẽ là một cái địa điểm đáng tin cậy nhất mà các bạn, mà mình nghĩ chắc chắn là các bạn sẽ khó để tìm được một cái địa điểm nào mua hàng đáng tin cậy như mỹ phẩm Victory. Rất là mong các bạn có thể ủng hộ và chia sẻ cho các bạn bài viết về cái chất lượng cũng như dịch vụ của công ty Victory. Và ở cuối clip chúng tôi có những cái chỉ dẫn và hình ảnh rất chi tiết để các bạn ghi nhớ cách phân biệt hàng giả. Mong rằng nếu các bạn thấy hữu ích thì chia sẻ cho các bạn bài viết để mọi người có kiến thức để mua hàng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào.